Thưa quý vị khán giả, dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo. Chính vì vậy, nghề giáo luôn là nghề được xã hội tôn quý nhất. Ở mỗi địa phương khác nhau thì các giáo viên luôn gặp những khó khăn trở ngại khác nhau. Vậy nhưng tất cả họ đều nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn vì tâm huyết với nghề, vì học sinh thân yêu. Và hôm nay nhân ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, chương trình Đắk Nông Đất và Người mời quý vị gặp gỡ một số giáo viên ở huyện biên giới Tuy Đức. Hôm nay, cô giáo Đặng Thị Bình lại đến thăm em Nguyễn Ngọc Hiếu, học sinh lớp 11, trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Gia cảnh của Hiếu rất khó khăn, mẹ em mắc bệnh ung thư, đã qua đời, nợ nần chồng chất và gánh nặng nuôi ba đứa con ăn học dồn hết lên vai cha. Lo cậu trò nhỏ bỏ học giữa chừng, cô giáo Bình đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm đồng hành sát cánh cùng em từ những ngày mẹ Hiếu còn sống đến nay. Nhờ sự giúp đỡ động viên của cô giáo và gia đình, Hiếu phần nào yên tâm học hành, duy trì thành tích học tập khá. Không những thế, căn nhà này cũng do cô giáo Bình hỗ trợ gia đình em xây dựng. Cô Bình cũng vô đây cũng thấy cái hoàn cảnh gia đình khó khăn, về vợ con thì chung là gia đình thiếu thốn, lúc đó thì cũng đuối rồi chứ không còn nữa, thì hoàn cảnh gì cũng nhờ cô Bình cũng động viên. Thứ hai là cũng kêu gọi cô bé đoàn xe có ủng hộ, cũng tiền bạc là cũng xây dựng cho trai con hôm nay có một cái ngôi nhà cũng sạch đẹp như ngày hôm nay, cũng có chỗ chung ra chung vô. Thì nợ nần thì vẫn còn, chỗ mày tới thì chỗ ăn chỗ ở đất cũng ổn định. Ôi. Là giáo viên bộ môn thôi, không phải giáo viên chủ nhiệm của em Hiếu, thì làm thế nào mà chị biết được là mẹ của em học sinh này bị bệnh mà để mà giúp đỡ? Thì tôi cũng vô tình vào quản trực, cũng có nghe là có một chị là bị bệnh ung thư đại tràng rất là nặng. Sau khi đấy thăm thì mới phát hiện ra là phụ huynh của học sinh trường mình, đó là phụ huynh của em Hiếu. Cái năm đó là em học lớp 10 A3. Xong đó là sau đó mình về nhà suy nghĩ cũng chắc cũng vài tiếng đồng hồ, xong mình đăng lên Facebook để kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ cho chị. Các cái mạnh thường quân ở cả huyện Tuy Đức, thậm chí là ở tỉnh Đắk Nông trong và ngoài tỉnh, để giúp đỡ hỗ trợ cho chị, trước mắt là chữa bệnh. Và trong cái thời gian chữa bệnh thì chị bị nặng quá không qua khỏi, thì sau khi là chị không chịu đựng được nữa thì mình mới kêu gọi giúp đỡ để lo mai táng luôn. Và sau cái đợt mai táng thì cũng có gọi các cái đoàn hỗ trợ, cũng như là cái đoàn của anh Tâm Ngô Đồng, đó là của cô Ánh Nhung, là của hội phụ nữ xã, của xã này luôn, của Bon, để cùng lại thống nhất là đi kêu gọi quyên góp để xây cho bố con anh một ngôi nhà. Cái lúc đó là nhà của anh rất là lụp sụp. Chị dành thời gian cho cái việc đi làm từ thiện nhiều như thế, thì làm thế nào chị có thể cân bằng được để có thể sắp xếp hoàn thành tốt cái việc nhiệm vụ chuyên môn cũng như là cái công việc ở gia đình ạ? Cái này cũng là một câu hỏi rất là khó đây. Hàng ngày thì mình đi dạy là buổi sáng, buổi chiều thì mình rảnh, thì sáng sau khi đi dạy về là cơm nước xong là mình đăng bài để đi xin quần áo cũ, đi kêu gọi quyên góp cho những cái trường hợp khó khăn. Còn chiều tối lại sau khi cơm nước xong là mình lại xếp quần áo. Những quần áo nào sạch thì mình xếp riêng, quần áo nào mà bụi bẩn thì mình lại đem giặt để mình phơi để phát cho bà con. Rồi có những hôm là nhiều quá không làm được thì nhờ bà con ở cả xóm lên phụ giúp. Còn công việc soạn bài là mình hay có bệnh mất ngủ, cứ 3 giờ sáng là dậy là soạn bài. Soạn bài xong cơm nước là đi dạy buổi sáng luôn. Cô Bình là giáo viên dạy tiếng Anh. Trong công tác chuyên môn, cô nhiệt tình, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực đề xuất những sáng kiến dạy và học bổ ích, thiết thực. Không chỉ trang bị kiến thức cơ bản, cô còn dạy học sinh về tấm lòng nhân ái bằng những việc làm thiết thực. Trở về nhà, ngoài thời gian soạn giáo án, cô tranh thủ huy động cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ những người khó khăn. Cũng từ hoàn cảnh của học sinh Nguyễn Ngọc Hiếu, cô giáo Đặng Thị Bình đã bén duyên với công tác từ thiện. Hễ có người gọi nhờ giúp đỡ, cô lặn lội đến tận nhà xác minh hoàn cảnh. Sau đó bản thân vừa tự nguyện hỗ trợ, vừa kêu gọi các mạnh thường quân chung tay giúp sức. Những ngày cuối tuần, cô lặn lội đi gom quần áo cũ của những gia đình khá giả, mang về chia cho bà con ở vùng khó khăn.
Đến nay, các thành viên trong gia đình cô đã quen với việc những kiện quần áo, nhu yếu phẩm cho người nghèo chiếm phần lớn không gian sinh hoạt chung. Mặc dù là chị ở nhà nhưng mà chị cũng liên hệ với chính quyền địa phương ở mỗi cái điểm mình đến để biết rõ tình hình ở đó hả chị? Đúng rồi. Chị liên hệ với các mạnh thường quân hoặc là trưởng thôn. Chị xin số điện thoại, địa chỉ rõ ràng. Xong là chị gửi xe, chị có ghi địa chỉ. Ví dụ như là ở vừa rồi là gửi về cái đội 1 An Tim, Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị, xóm Cồn và xóm Mới. Thì ở đây là chị gửi về là 110 xuất quà. Còn lại là riêng cho một cá nhân của cái một suất cho anh Khang ở xóm Phe đấy. Là anh quà với là tiền mặt bởi vì anh đang làm chuyện. Tức là mình cũng tìm hiểu rõ tình hình xong mình mới tặng là em thấy rất là nhiều hàng hóa, thế lúc nào chị cũng phải xếp một mình hay là có thêm nhiều người cùng giúp nữa? Nói chung hàng hóa thì khi nào mà về ít á, là tối lại một mình chị là chị xếp. Nhưng mà bữa nào mà nhiều mà chị công việc chị không sắp xếp được là chị gọi chị em ở xóm lên phụ xếp giùm. Nói chung là ai rảnh là người ta đến phụ. Mọi người cũng sẵn sàng giúp. Và có cái chị Hiệp là chị ở nhà chị cũng không có việc á, thì lúc nào chị cũng rảnh là chị lên chị giúp, còn không rảnh là chị đi công việc của chị. Còn nhiều lắm những giáo viên cắm bản đầy khó khăn gian khổ. Những thầy giáo, cô giáo miệt mài, đào tạo rèn rũa nên bao học trò giỏi mang vinh quang về cho địa phương mà chương trình không thể kể hết. Có cả những thầy giáo, cô giáo chưa bao giờ xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng, chỉ lặng lẽ cống hiến cho sự nghiệp chồng người bằng tất cả bầu nhiệt huyết. Họ tựa như lời thơ của tác giả Đinh Văn Nhã: có một nghề không trồng cây vào đất mà ươm cho đời những trái ngọt hoa thơm.